thân hy sinh cho đạo pháp vững bền dòng truyền nghìn sau, cho hoa làm mai tươi thắm thân ai kết tinh lục hòa đầu. Gia đình Phật tử tam kinh thế giới, gia đình Phật
dành Nam miền Tây Nam. Ba nữ dân hương gia đình và tự dân Nam cùng thạc tình thì vân thật. Dân hương ra cũng dường. Cảm ơn cường độ Tam Bảo, Tổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tây Phương Giáo A Di Đà Phật, Đức Tương Lai Hạ Thân Di Lặc Tôn Phật, Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Thánh Hiền Tăng Quan Giảng Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức Tiếp Độ Hương Linh Thân Trường Công Chức Đồng Huy Ban Tình Thắng Thọ Tại Gia Bồ Tát Giới Thánh Hiệu Chứng Minh Vạn sanh được đạt cung, cầu tất cả lãng viên cùng toàn thể gia đình được bình yên đạt khẩn. Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh ngoài trần phổ hiện, Bồ Tát Chân Văn Phạm Vương Đế Thích Tử Thiên Vương, Dũng Thiên Long Đạt Bồ Phạm Thần, Vương Như Thiên Chữ Vị Thiên Thần, Đồng Thủy Tam Giảng Đạo chứng minh công đức. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Bồ Tát Ma Tát. Thank you.
dành một phút thanh tịnh nhập từ bi quán. Phút thanh tịnh nhập từ bi quán thành tâm tự niệm, lịch đại chư vị tổ sư truyền trì mạng mạch. Thành tâm tự niệm chư anh linh thánh tử đạo Phật giáo Việt Nam, vị pháp thiêu thân, vị pháp vong thân. Thành tâm tự niệm chư vị tiền bối hữu công, chư ân sư, sáng lập viên, bảo trợ, gia trưởng, huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam quá cố. Thành tâm tự niệm chư linh cố huynh trưởng cấp dụng Tông Huy Phan Đình Thanh. Phút nhập từ bi quán tự niệm bắt đầu. Tám mươi năm cõi phù trần biển hóa,
70 năm nơi tịnh địa âm thầm. Giờ này sen trắng kết tinh anh, tình lam giữ trọn một trời nhớ thương. Để tán dương công đức của người huynh trưởng phụ công, tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trân trọng cử hành lễ truy tán công hạnh và phủ kỳ hiệu sen trắng kiến tạo thắng duyên để trên linh âm được thừa tư pháp mẫu lực và giá trị lực của hiện tiền tăng của chư tôn đức ân sư và toàn thể lao viên khắp nơi mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Giờ đây pháp lễ chính thức cử hành, chúng em xin trân trọng kính trình. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Hiện diện trong buổi lễ truy bán công đức phụ kỳ hiệu xếp trắng tưởng niệm công đức tâm tông nguyên văn đình thăng, xin được trân trọng giới thiệu huynh trưởng Cát Dũng Nguyên Hoàng Lê Văn Sang, phó trưởng ban điều hành ban thường trực hội đồng huynh trưởng Cát Dũng, phó trưởng ban điều hành ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, thừa ủy nhiệm của huynh trưởng vụ trưởng trưởng ban, hiện diện chủ tọa trong buổi lễ hôm nay. Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu huynh trưởng Cát Dũng Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt, phó trưởng ban nội vụ đặc trách quốc nội ban thường trực hội đồng huynh trưởng Cát Dũng gia đình Phật tử Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu quý huynh trưởng trong ban thường trực thành viên hội đồng huynh trưởng Cát Dũng gia đình Phật tử Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu huynh trưởng Cát Dũng Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, phó trưởng ban hướng dẫn ngành nữ trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, cùng quý huynh trưởng, ủy viên thường vụ, ủy viên phụ tá ủy viên ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Cùng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của toàn thể quý huynh trưởng, đại diện hội đồng cấp dụng, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn các tỉnh thị trên toàn quốc, hiện tiền huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam các cấp cùng toàn thể tăng gia hiếu quyến đang quay quần bên anh Tâm Huy, đang nhớ về anh, đang thương kính anh. Để nói lên công hạnh của người huynh trưởng một đời gắn bó với lý tưởng, nuôi lớn bao thế hệ đàn em trưởng thành trong chánh pháp, trong tình lao, chúng em xin trân trọng kính mời huynh trưởng Cát Dũng Nguyên Hoàng Lê Văn Sang thay mặt cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trân trọng tán dương công đức cố huynh trưởng Cát Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng. Xin trân trọng kính mời anh Nguyên Hoàng. Tất cả Phật tử sáng Phật tử trên thân đất, Nam Mô Dân Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Tạm Đại Chứng Minh. Kính bạch hướng bằng kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni trong hai hội đồng bạc thể tăng giả và hội đồng giáo giới gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa quý anh chị trong hội đồng cấp dụng gia đình Phật tử Việt Nam, kính thưa đại diện gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, kính thưa quý anh chị trong ban điều hợp gia đình Phật tử Việt Nam Tây Nam Phật, kính thưa quý anh chị trong ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam hiện diện, chúng tôi xin thay mặt anh vụ trưởng gia đình Phật tử vụ trưởng ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam có đôi lời truy tán công đức huynh trưởng Cát Dũng gia đình Phật tử Việt Nam Tâm Huy Phan Đình Thăng thọ tại gia Bồ Tát giới Pháp Kiều là Phổ Nguyên. Kính thưa anh Tâm Huy, giờ phút này có lẽ anh rất thông dong tự tại, không còn kẹt một cái gì
ở trong cái thân người quần mẹ cả. Và được mặt anh đây là toàn thể La Viên cũng như gia đình thân quyến của anh, lòng rất thanh thản và thanh tịnh để hướng về anh. Đối với anh, nói về công đức của gia đình Phật tử, có lẽ là chúng tôi không thể nói hết được. Nhưng với một huyết trường cấp dụng suốt đời tận tụy với áo lam, từ rất khổ nghèo tại Quảng Trị đi vào với Biên Hòa, anh cũng không rời áo lam. Từ Biên Hòa về gia đình trong lúc khó khăn nhất, anh cũng không rời áo lam. Với chúng tôi đã sinh hoạt từ đơn vị gia đình cho đến đơn vị ban chấp tịch suốt hai nhiệm kỳ với gia đình Phật tử gia đình, anh không bao giờ ngừng nghỉ lo toan sự thịnh suy của gia đình Phật tử Việt Nam. Những lúc khó khăn nhất, những lúc sắp hàng để mua gạo để kiếm từng bụng khoai mì, những lúc anh đi đây đi đó để kiếm từng đồng tiền bạc gạo về để nuôi cả con, tất cả những cái gì anh em đều chia sẻ với nhau hết. Nhưng việc gia đình Phật tử không bao giờ rời ở trong anh. Huynh trưởng chúng ta ngoài sinh nhai để nuôi dưỡng gia đình chúng ta trong áo lam, chúng ta còn huyết thống của áo lam không bao giờ rời tay ở các tường. Thưa anh, sự nghiệp của anh, công hạnh của anh từ Quảng Trị, Biên Hòa, gia đình cho đến hải ngoại, những lúc anh đi cũng vì gia đình Phật tử, vì áo lam, đến Hoa Kỳ, đến Úc, đến châu Âu, từ vòng quanh thế giới đi đâu cũng đến để thăm viếng các anh chị áo lam niên trưởng, cũng như đến để thăm viếng sách tấn các đơn vị còn sinh hoạt. Đâu đâu anh cũng mong tất cả chúng ta sẽ chặt tay lam cùng nhau bỏ qua tất cả những gì biệt của thế gian, của một vòng trái đất, của đơn vị này đơn vị kia, của châu lục này châu lục nọ, mà chúng ta chỉ một cái là lý tưởng gia đình Phật tử Việt Nam, và nhất là các anh chị trong hội đồng cấp dụng luôn luôn hướng về bản thể tam giác, hướng về tất cả những gì các ngài đã ban cho cấp dụng, mà chúng ta nuôi lớn được gia đình Phật tử, bảo bọc được gia đình Phật tử, và làm sao cho gia đình Phật tử được trường tồn. Đó là tâm nguyện của tất cả cấp dụng và tâm nguyện của anh. Chúng tôi không biết nói gì để tán dương công đức của anh. Xin thay mặt cho toàn thể gia đình Phật tử Việt Nam, thay lời của anh cụ trưởng trưởng ban thường vụ gia đình Phật tử Việt Nam, xin chúc anh nhẹ bước lên đường. Tất cả những cái gì còn lại chúng ta trao cho thế hệ đàn em chúng ta một cách vững vàng, và tất cả những cái gì chúng ta đào được hiện bây giờ, khi anh còn tại thế, anh đã thấy rồi, các em của chúng ta đã làm được rất nhiều việc và đã khai thông rất nhiều lối để gia đình Phật tử. Mặc dù trước mắt có rất nhiều khó khăn, nhưng tâm nguyện của anh như thế nào thì khi anh đã quá vãng rồi, và khi không còn vướng mắc trong ngũ uẩn nữa và ngũ uẩn gia công, anh sẽ cùng với các anh chị áo lam gia đình Phật tử chúng ta trong quá khổ như trong hiện tiền, làm sao để gia đình Phật tử được trên dưới một lòng, trong ngoài một tấm thân, một sự kính cẩn để làm gương cho tất cả các em chúng ta đạo luyện, và như sở nguyện sở trường của huynh trưởng chúng ta phát nguyện chúng ta bảo anh hãy an lòng về với quả Phật và mau chóng trở lại cùng với anh em để vực dậy, để nuôi lớn gia đình Phật tử Việt Nam, và mong em thông trong nhẹ bước về cực lạc. Nam mô Diệp Trần Đạo Sư A Di Đà Phật.
Tiếp theo chương trình là chính thức cử hành nghi thức phủ kỳ tưởng niệm. Tóm thủ kỳ vào vị trí. Mấy anh chị cứ đứng yên đó đi, mấy anh chị cứ đứng yên đó đi. Trân trọng kính mời huynh trưởng Cấp Dũng, Nguyên Hoàng Lê Văn Sang thay mặt cho tổ chức trao kỳ hiệu cho ban tổ chức lễ tang. Xin trân trọng kính mời huynh trưởng Cấp Tấn, Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân, phó trưởng ban tổ chức tang lễ cung tiếp kỳ hiệu, cung đón kỳ hiệu của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Kính mời trưởng toán thủ kỳ cung đón kỳ hiệu của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam từ ban tổ chức lễ tang để chính thức cử hành nghi thức phủ kỳ. Kỳ hiệu sen trắng biểu trưng cho tinh thần của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, truyền thống của gia đình Phật tử Việt Nam, lý tưởng của gia đình Phật tử Việt Nam mà bao thế hệ huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam nguyện quy hướng dưới bóng Phật đàn, giữ gìn truyền thống, bảo vệ lý tưởng, gìn lòng sen trắng tinh khôi, bảo vệ tinh ba của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, trong đó có sự tận hiến của huynh trưởng Cấp Dũng, Tâm Huy, Phan Đồng Thanh. Mong người đừng lại đại bài quay thank you.
ban đền thăng ơi, anh nhẹ gọc ra đi rồi, sư phụ bắt đi một quái đồ, gia đình bị phật tử mất đi thành viên tận tụy, hội đồng cấp dưỡng mất đi thành viên, ban nhạc trung ương mất đi thành viên, nhớ những lúc vô bàn bác tháo, nhớ những vòng tay ôm chặt lại nhau, bây giờ vòng tay đó không còn nữa, bàn cũng không còn ai gộp được, như những phật sự móc từ tâm tư của mình thì vẫn còn đây, và xin anh an lòng anh em chúng tôi những thành viên của huyện trưởng cấp dụng từ ban đường nhật thế giới, ban trực trung ương và miền tây nam phật, xin kính ơn được trơn linh của anh và mong anh luôn luôn được mỉm cười trong phật tọa độ duyên. Nam mô Phật Đạo Sư Thầy. Giới cầm định tuệ tri kiến hướng hữu vị giải thoát diệu năng lượng, hội đồng huynh trưởng cấp dụng gia đình phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn gia đình phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dẫn trung ương gia đình phật tử Việt Nam hiệp cùng đạo tràng Lam Viên gia đình phật tử Việt Nam, thành tâm phần hướng thỉnh nguyện chân linh giáng linh tường, hương cúng dường Bồ Tát, hương cúng dường Bồ Tát, hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau khi dân hương tưởng niệm chân linh tâm huy xong, kính mời toàn thể đạo tràng Lam Viên đồng đảnh lễ thọ tang người anh trưởng thương kính của tổ chức Áo Lam gia đình phật tử Việt Nam. Duy nguyện nhất thần thường đạt vạn tội băng tiêu, nguyện chân linh đắc độ cao siêu, phò dương quyến hàm triêm lợi lạc, hiện tiền đạo tràng Lam Viên chi thành đảnh lễ thọ tang chân linh nhị bái. Sau khi đảnh lễ chân linh xong, kính mời quý phái đoàn thọ tang. Mình chỉ đứng tại chỗ để gặp. Trước lam tình phân hương của buổi lễ hôm nay, chúng em xin trân trọng giới thiệu và kính mời huynh trưởng cấp tấn chánh định Phan Đình Toàn thay mặt cho toàn thể ban biến có đôi lời đáp từ niệm ơn. Xin trân trọng kính mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý anh chị trong hội đồng huynh trưởng cấp dụng gia đình phật tử Việt Nam, kính thưa ban chủ nhiệm gia đình phật tử Việt Nam trên thế giới, kính thưa ban chủ nhiệm trung ương gia đình phật tử Việt Nam, kính thưa ban chủ nhiệm gia đình phật tử tỉnh gia đình cùng tất cả các anh chị huynh trưởng có mặt trong tang lễ hôm nay, tôi đang bật tam gia hiểu nguyện
và là bảo đề quán huyết trường cấp dụng tâm quy phan thủy thanh và nói rằng thay mặt gia đình chúng tôi vô cùng sung sướng đón nhận và thỉnh nghe quý vị về truy tặng công đức và phù kỳ cho anh chúng tôi là tâm quy phan thủy thanh phụ lễ đi theo quý nhất của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam và gia đình chúng em hôm nay đã đón nhận được anh của chúng em suốt cả cuộc đời hy sinh cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam ngay từ thẩm bé cho đến giờ phút này 80 năm đã qua sự hy sinh và sống còn với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam và nói rằng rất luôn đồng nghiệp sống còn đời năm đúng như thế và hôm nay trước tấm thiện tình thương yêu của tất cả quý vị trong hội đồng cấp dụng gia đình Phật tử Việt Nam quý chị ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới các anh chị trong ban hướng dẫn trung ương đã thương thượng bản thân quan tâm với ban thiện thanh thương thượng gia đình và thương thượng và tham gia hiệu quyền một lần nữa chúng em xin cảm nhận rõ rệt tất cả tình thương đó và giờ phút này đây không có gì hơn thay mặt cho gia đình thay mặt cho gia đình của anh trường tâm với ban thiện thanh thay mặt cho gia đình tham gia hiệu quyền xin cảm nhận được tất cả tình thương và xin chân thành riêng đến để tất cả quý vị hướng thượng hội đồng hướng trưởng các chủ gia đình Phật tử Việt Nam ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới ban hướng dẫn trung ương một lời thành kính tri ân và cảm nhận được tất cả bằng tấm lòng của tất cả tham gia hiệu quyền chủ gia trong năm ngày hôm nay Nam mô Thiện Trần Đạo Sư A Di Đà Phật tại Đài Chính Minh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem mọi công đức thắng thiên lành hôm nay hồi hướng về khắp pháp giới chúng sinh. Nguyện cầu âm siêu siêu thới. Nguyện tu tạo muôn công đức lành để hồi hướng công đức siêu tiến cho chân linh được vạn sanh đạt bất. Buổi lễ đến đây đã viên thành, xin kính mời anh huynh trưởng cấp dụng Nguyên Hạnh Lê Văn Sang hướng dẫn cho toàn thể đạo tràng Lam Liên đồng tuyên tụng tứ hoằng thệ nguyện và bài kệ nguyện sanh Tây Phương hồi hướng công đức hoàn mãn. Chúng ta cùng đi quanh thanh tâm duy pháp định thanh.
và chúng ta nguyện giữ hơi ấm tình lao mãi lan tỏa. Chúng em kính mời huynh trưởng trường phái đoàn đến tại bàn ký sổ tang tưởng niệm anh Tâm Vinh.